Cánh cổng sắt đã không chịu nổi cú đạp của người đàn ông, mà ngay sau đó thêm một nhóm người tới. Người thì cầm vật dụng phá cửa, người thì xô đẩy cánh cửa. Nhóm người này quyết vào bằng được bên trong. Lúc này sau khi 7 người đã vào được bên trong ngôi nhà thì những tiếng la hét thảm thiết vang lên. Tiếng la hét khiến người đi đường dừng lại tò mò, nhưng không ai dám vào bên trong vì người phụ nữ này đứng giữ cửa. Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm khoảng 7 người cầm hung khí đập phá cửa căn nhà ở đường Tân Chánh Hiệp 18, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nắm thông tin, công an quận 12 đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc ban đầu là do mâu thuẫn gia đình. Ngày 7 tháng 8 năm 2023, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 cho biết, cơ quan này đã bắt khẩn cấp 4 nghi phạm Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Điệp, Huỳnh Tấn Minh, Nguyễn Văn Chỉnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan điều tra, vợ chồng ông Huỳnh Văn Phước sống nhiều năm trong căn nhà này, nhưng gần đây hai người ly thân, ông Phước chuyển đi nơi khác. Tối 21 tháng 7, ông Huỳnh Văn Phước đi bộ qua nhà vợ đang ở để thăm cháu ngoại và bày tỏ không muốn ba người thân của vợ sống tại đây. Mâu thuẫn xảy ra dẫn đến xô xát đánh nhau giữa ông Phước và những người trong nhà. Vì yếu thế hơn nên ông Phước chạy về nhà ở gần đó. Vợ của ông này cùng người thân đuổi theo dùng gạch ném chửi bới. Sau đó ông Huỳnh Văn Phước gọi điện thoại cho anh trai và em gái kể lại sự việc. Ông này cùng người thân gồm nghi phạm Huỳnh Văn Điệp, Huỳnh Tấn Minh, Nguyễn Văn Chỉnh và một số người dùng cây gỗ xào bằng kim loại đến nhà vợ ông Phước xông vào xô xát. Vào cuộc điều tra, công an quận 12 đã triệu tập lấy lời khai những người liên quan. Vụ việc khiến ông Huỳnh Văn Phước bị trầy xước, vợ của ông Phước và một người khác bị thương, nhưng những người liên quan vụ việc đều yêu cầu không xử lý hình sự.